Sau Hoàng Nhật Lệ xin chào cả nhà. Em tiếp tục lên sóng, vẫn cái thông điệp cũ lên sóng hàng ngày, cái máy có tại shop để phục vụ các bác. Nếu các bác nào có nhu cầu thì các bác alo, địa chỉ của em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Nhiều khi lên sóng nhiều quá cũng mất thời gian phết các bạn, nhưng mà không lên sóng thì lấy đâu ra mà bán được ạ. Lên để chủ yếu là quảng cáo để các bác nắm được, biết được là mình có những cái mặt hàng gì. Ở đây em lên sóng một con hút ẩm. Con này thì nếu mà nói về bán, độ bán thì bán chạy nhất năm nay các bạn, bán cực chạy luôn. Vì nhất là con này, đầu tiên mình nói là độ tiện lợi của nó nhé, hàng Nhật xịn xuất đi các nước, cho nên là nó đã là điện 220V đã rất là tiện rồi. Một hút ẩm mà sử dụng điện 220V thì nó mới là tiện lợi à. Bê đi bê lại khắp các phòng không sợ cắm nhầm. Đấy. Năm nay em không bán cái hút ẩm điện 100 nữa. Nếu mà có bán thì cũng phải cố gắng làm sao đút được đủ nguồn bên trong, không thì nó cũng khá là bất cập trong quá trình sử dụng. Cái con này công suất hút của nó là 20 lít một ngày. Đấy. Thiết kế rất là nhỏ gọn các bác nhé. Nó có hơn một găng tay này thôi, để góc nào cũng được, rất là tiện. Đấy. Không sợ cồng kềnh mà công suất hút rất là khỏe. 20 lít một ngày, điện 220V. Đặc biệt là giá thành cũng rất hợp lý, có 2 triệu 9 thôi ạ. Trong khi đó những cái con khác thì nó lên đến tận 4-5 triệu. Mà đây thì vẫn công nghệ Nhật, vẫn máy Nhật sản xuất, xuất đi các thị trường của hãng Whirlpool. Nhiều khi cái tên tuổi nó không nổi như các hãng thương hiệu khác, cho nên là giá thành nó cũng rất là hợp lý. Nhưng mà chất lượng thì khỏi phải nghĩ, có cả nano silver khử khuẩn này các bạn này. Đấy nhá, coi nhá. Đây con này đây, 20 lít một ngày. Công suất 370W, cực đại luôn. Đây. Mà con công suất khá khỏe. Trên máy đặc biệt là cũng sản xuất full tính năng luôn các bạn. Hẹn giờ em ghi đây nhé. Hút ẩm này cài đặt theo ý luôn, tức là 60%, 70%, 40%, 50% đều cài đặt được hết. Những cái tính năng này thì thường chỉ có trên mấy cái máy Mitsubishi nó hay làm thôi. Còn không, máy nó ít máy có. Đảo cánh gió này. Máy hút ẩm to cài theo ý thôi không nhá. Hẹn giờ này. Đấy. Chế độ sấy quần áo và chế độ hút ẩm, chế độ sấy quần áo. Còn cái này thật sự em bán em cũng không biết nó là ghi ký hiệu là có chế độ gì, em không biết. Báo được cả độ ẩm môi trường này các bạn này, trên 60 này, 50, 60, dưới 50. Đấy. Rất là đẹp. Con này trên cái tem này của nó thì nó vẫn còn ghi này các bạn, sản xuất 2010 này. Bật 220V thì nó không ghi bao giờ, nó ghi cái năm sản xuất ở cái tem thông số cả. Mà nó chỉ có ở cái tem năng lượng này thôi. Đấy. Con nào còn tem năng lượng thì mình biết, đa số bọn này nó khoảng những năm 2010 là như vậy ạ. Như vậy. Con này bác nào lấy các bác liên hệ nhé, giá 2 triệu 9 thôi. Chào các bác. Chưa phí vận chuyển ạ.